15 chiều. Trời vẫn đang mưa. Mưa thổi xả. Dạ, yêu quý xin chào tất cả bà con và mọi người. Chúng ta thăm Huế với cái giờ chụp tối và hơn 5 giờ chiều. Trời Huế vẫn mưa. Rồi buổi trưa của tình. Dạ. Đường Nguyễn Thái Học. Rất màu mỡ. Dạ, màu mỡ ở đây là về buôn bán kinh doanh làm ăn. Dạ. Đây thì có thông tin cái mình đồng tự do ở cùng giống như cả cái nhà hàng lớn mọc lên tại đây. Và ngày một ngày cuối tuần chắc là bốn bạn không đem lại không lê. Dạ, vì mưa rất là lớn luôn. Video được yên ơi có đăng tải từ hình ảnh từ cầu Chạy Dính và có chờ nắm phố đó là hình ảnh trời mưa còn tồi tàn như bây giờ, mưa cho đến bây giờ luôn nè mọi người. 5 rưỡi chiều rồi, 6 giờ kém. Đó, mưa liên tục, mưa như đục nước. Ra ngang qua khu vực Ba Triều thì có chờ cổng một buổi chiều mưa thăm bà con như thế nào. Chắc chắn là mưa đây hàng rong là không làm ăn được, giống như các cái hàng quán, nhà hàng quán ăn phục vụ chiều tối chắc chắn sẽ ít khách đi. Dạ, em vui vừa nói đó, một ngày cuối tuần gọi là không được thuận lợi vì trời mưa quá lớn. Đây khu vực chè cổng mọi người, đó, bà con hàng hót quả thì còn. Cổng A, cổng B. À, có sườn đi đôi chút. Cái mưa như tụt nước mà. Mưa kinh khủng. Chà, cái nồi bánh chánh nè. Bánh chánh nó chạo rồi mé. Bánh chánh. Xe bánh chánh luôn. Nóng rồi thôi. Đây, mưa ngập nước luôn này. Lúc đầy đường luôn. Đặc biệt khu vực chờ nữa đi. Trời ơi nè. Kêu cùng mưa lớn cho nó sôi đi cho sạch. À, vì bà con buôn bán cả ngày chắc chắn cái lượng đồ thải nó ra giữa đường cũng nhiều. Đó, thì mưa đi đi nó sôi đi bỏ đi. Đi ngang đỡ tắm thôi. Dạ. Rồi, rồi, mưa tắt đường. Đó, khu vực chợ cổng đường Nguyễn Lộ Trạch thì khu vực này là thuộc phường Xuân Phú. Dạ, thì vừa qua cái vụ mà tai nạn mà bố mẹ con mất đó mọi người, là người mẹ mất về cùng về ba người con đó là ở khu vực này qua cầu Vấn Dương. Thì ngày hôm đó ba mẹ con, bố mẹ con chờ nhau về ngoài để ăn dỗ đó, nó bị tai nạn nó mất cả bố mẹ con đó. Dạ, là ở khu vực này đó. Dạ, thì cái hình ảnh rất thương tâm mà em vui cũng còn gửi để mọi người trong cái video ngày 26 và 26 tháng 11 tai nạn thảm khốc đó, là người mẹ cùng ba người con ở khu vực này đây. À, chiều hôm nay chúng ta ngang qua khu vực đường này Nguyễn Lộ Trạch thì tự nhiên giờ đến cái tiếng tích em vui cũng nêu ra để cho mọi người biết đôi chút. Lúc này có xe đi này, mọi người phải biết trên đường trong mưa mà nó xối xả nó để lại biết trên đường từng vũng luôn. Đường Nguyễn Lộ Trạch cái đoàn khu vực dưới này nó còn chặt chết ở lê ấy, mọi người.
có những cái tuyến đường rẽ phải này đều ra được phía đường Dương Văn An. À tầm này, tầm đối trục này. Rồi lại mưa là vì bầu trời nó sẩm xịt đen xì đi thì chắc chắn là sẽ không có tầm trong đêm đi nữa rồi nha. Mưa luôn đi, mưa cho luôn mấy ngày. Theo như dự báo thì mưa trên diện tuần nó được tiếp tục dự báo tuần sau thì thế nào nha. Nhiều luôn. Yeah. Muốn bạn cùng đủ thứ cả kêu luôn. Mà mưa gió đây thì chắc bà con chịu khó nghỉ vài ngày nữa này. Mưa gió thì không ai đi xa để ăn để uống. Ngày tầm rảo thì còn rủ nhau đi hẹn hò cả cái quán xa được. Còn có món ăn ngon, món ăn lạ. Bây giờ mưa gió thì chịu hiểu cũng là khách địa phương. Vài bàn leo tèo đó. Dạ. Ở đâu cũng vậy, làm nghề chứ cũng vậy. Thời tiết thuận lợi thì nó thuận lợi mọi mặt. Còn nó thời tiết nó xấu đi thì cũng không làm được. Dạ, thì vài hình ảnh chiều nay chúng tôi đang có các khu vực hỗ trợ để cho mọi người biết thêm về Huế. Tình hình mưa gió đang còn phức tạp tại thành phố Huế. Yeah. Những cơn mưa lớn một ồ ạt trên đường đi với đi đưa bà con thăm chiều nay. Yeah. Một cái ngõ kiệt có thể đưa chúng ta ra với cái vùng đất mới, những khu quy hoạch mới. Nhà đó, từ đường Nguyễn Lộ Trạch đi vòng lối phía sau này là một khu đô thị rất là lớn, nằm gần với đường Tổ Hữu của mọi người. Và ở đây bây giờ rất là nhiều khu nhà cao cấp. Sau cơn mưa này có để đi đôi chục là nhiều, đi đôi chục. Đó, hàng quán bây giờ đóng cửa chứ không phải mở cửa nữa. Rất là nhiều hàng quán đi đi. Tạm dừng video nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Khi xem thì mọi người đừng quên cho Yên Vui một like như một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần, để những người làm như Yên Vui đây có động lực đi quay nhiều nơi hơn nữa về Huế, gửi đến bà con trên cái cộng đồng mạng, đặc biệt là trên các kênh YouTube Yên Vui đây. Và cả nhà tiếp theo.